Dạ đó, em thấy Oro Sài Gòn kính chào nè. Chúc bạn em là một cái em ly của Anh Quốc, cái dòng huyền thoại Class A Musical A1 thần led A ha. Thì con này nó có công suất thần led A là 20W trên mỗi một kênh, nó đánh từ 4 đến 16 ohm ha, là 20W. Nó không phân biệt là 4 ohm hay 8 ohm hay 16 ohm ha. Thì cái con này em mua từ Yahoo Nhật về nên nó điện là 100V ha. Thì những cái con 100V này thì chúng ta xài điện 100V thôi ha. Những cái con này không có thể đổi điện được. Cũng có những con cũng có những đời đổi được và những đời không đổi được ha. Còn những con mà thần 220 thì nó vẫn là 220, vẫn không đổi về 110 được ha. Đây. Thì đây là những cái con xuất ra thị trường Nhật. Thần Class A rất là đẹp. Thiết kế với mặt phanh nhâm xước nè. Rất là keo. Để em lấy cái khăn em lau cái dấu. Đấy. Thì những cái con này thiết kế rất là đơn giản. Một cái nút power nguồn nè, một cái volume chính nè, một cái nút tap monitor và chuyển kênh. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Mà chất âm rất là tuyệt vời luôn. Thì anh em phù hợp anh em ghép những cái dòng lo của châu Âu và những cái dòng Shependor, những cái dòng Shependor cổ ha, những dòng BC2 rồi đó, nó là thuốc độc cho những cái dòng BC2 và những cái dòng Bessel của châu Âu và những cái dòng Tenoi M30 này. Những cái con này chất âm rất là hay ha. Thì anh em nào mà đã chơi tới những cái dòng Class A của Musico sẽ nghiện chất âm của nó ha. Đây là thì phần tổng số nè, Musico A1 Made in Ireland. Số screen này 22677 ha. Đây là đường cầu lo ra ha. Đấy. Và con này nó có công suất tiêu thụ điện là 85W ha, 85W. Con này nè. Đây. Con này nó có cái nhãn điện là từ 100 đến 220 đến 240V và có thể dời điện được ha. Nãy em không để ý là con nào nó có ghi nhãn điện ra như thế này là có thể dời điện được ha. Đây. Thường những cái con mà từ Nhật về nó rất là đẹp so với những cái con mà điện riêng điện 220 ha. Em vẫn có một con điện 220. Đó, em đang có hai con, một con điện riêng 100V và một con điện 220. Đây. Điện riêng 100V. Thì những con điện riêng 100V, những cái con này chân rắc nó rất là đẹp và rất là mới. Mới tinh luôn. Ở Nhật người ta xài đồ rất là khí hậu nó rất là tốt nên đồ nó rất là đặc ken. Anh em xem chân rắc này, hoàng ươm. Và cái con điện 220 thì chân rắc nó không đẹp như vậy nhưng mà nó vẫn ken, nhưng mà nó không được xuất sắc như thế này ha. Đấy. Và hai con đều bằng giá hết nè. Đấy, anh em thích con nào thì bóc con nấy thôi. Và hai con đều đẹp như nhau. Đấy. Rồi, đây là cái phần hai cái nắp hai bên nè và cái phần tản nhiệt nè. Phần tản nhiệt là cái phần keo nó dính vào đây. Đây là phần sò công suất của nó. Đây phần sò công suất của nó nè. Dùng bốn sò sắt của dòng Musico. Dòng A1N nè. Đấy. Thì phía đó xứng còn lại là A1B. Zin bao nhiêu anh em zin nguyên bản tuyệt đối luôn. Này, rất là keng. Bo mạch linh kiện rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Bo mạch này. Đó, nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà chất âm rất là hay. Đây là cái phần tản nhiệt phía trên nè. Đó. Thì cái con này thần led A rất là nóng anh em ha. Khi mà mở lên á, khoảng nghe tầm khoảng 15 phút là chất âm bắt đầu nó sẽ ngọt. Rất là ngọt và cực kỳ nóng ha. Và giá là 12.500 ha. 12.500 cho một con. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn vào em test cho anh em. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào. Thì em kết nối tạm với cặp bô 501 series 4 ha. Đây, thì giờ nó tương đối đánh cặp này cũng tương đối rất là hay luôn. Thì với cái dòng thần led A này cho chất âm rất là ngọt và nó chơi được rất là nhiều dòng lo, nhìn nó nhỏ nhắn vậy thôi nhưng mà chất âm rất là hay. Thì những cái đế chân này nè, anh em có thể gắn vào thêm cho nó đẹp ha. Chứ riêng nó không có ha, riêng nó chỉ có đế chân nhựa thôi. Em gắn vào cho nó đẹp cho anh em. Đây, rất là sàn. Rồi, em sẽ lên nhạc.
nỗi không muốn dằm. Xiết bao dài dầu với giá là 12.500, em bao ship toàn quốc cho con Amelia Mua Xích Cò Thần Lách A. Đấy. Rồi, em xin kính chào nè.